Nên làm bắn. Xin chào mừng đến với cả không gian bếp của... Của ai? Của em. Của em, rồi em sẽ làm cho anh ăn nha. Và thấy bày biện rất là đẹp rồi nhưng mà không biết lát thành phẩm có ra cái gì không? Ra chứ, ra một cái bánh chứ. Nhưng okay. mà không ai hướng dẫn mình hết ra. Em biết làm mà. Nào, bây giờ hãy quyến rũ anh đi. Anh quyến rũ em sáng giờ rồi, bây giờ đây là không gian để cho em quyến rũ anh. Em có nhắm chừng em làm được cái này không? Em nghĩ là được. Rồi bắt đầu. Dạ. Anh có thể giúp em được việc gì? Không, nhưng mà đầu tiên mình phải đeo cái này em thôi, dính lên người. Ok. Đầu bếp là còn đi theo một người thích ke như này nữa. Đầu bếp này mà làm không ngon nữa thì... Em sẽ cố gắng. Ok. Đây sẽ là những cái bước để mà mình làm này. Con đưa đánh trứng, phải đánh vào đây. Mày đánh trứng. Rồi. Ok. Cẩn thận nào. Đúng mà. Chuẩn rồi. 600 gram đường. Cân sẵn cho mình rồi. Bỏ hết vô. Rồi. Em chỉ đạo anh làm cho. Trứng và đường đánh bông lên khi nhấc về đánh lên thì hỗn hợp chảy xuống. Hay có máy đánh trứng này. Đúng cái rồi. Này đơn giản. Em thích cái này nè, nhưng mà em chưa bao giờ thử cái này. Cái gì đảo? Còn nguyên nè. Giống như là tàu thuyền ấy. Để em nhấc lên, để nhấc lên rồi tắt đi, em tắt đi nhá. Rồi bỏ đây. Rồi đấy. Rồi. Dây bột mì, bột bắp vào trứng và trộn đều. Đúng rồi, cho vào. Theo chuyên gia là vậy nhé. Đúng rồi. Em thấy người ta làm như vậy đó, chứ em làm như vậy đó. Ngon lắm. Tên em đi. Đây, mình sẽ lắc đều ra cho nó bụi bay ra ngoài. Xong rồi anh, nhiệm vụ của anh là gì? Là lau dọn cho em nhé. Em có làm ở đâu anh lau lên đấy. Nè, anh thấy chưa? Nếu như hồi nãy mình không cố tắt ra thì nó sẽ có cái hộp này. Xong rồi đổ vô đây nè. Rồi. Bắt đầu. Chưa có gì hết. Xong. Ôi, nó đơn giản vậy á. Anh nhìn thấy có chuyên nghiệp không anh? Dâu này, quá chuyên nghiệp em. Nhưng mà người ta bảo làm đẹp nhưng mà phải ăn được. Em nghĩ là ăn được nè. Bây giờ nó thành đúng kem rồi này. Sao em giỏi thế nhỉ? Tại sao anh không phát hiện ra điều này từ ngày trước? Xong rồi. Xong rồi á. Nóng nha. Bây giờ đến tạo hình và trang trí bánh. Đây ạ. Sau một hồi Hiếu với cả Trang My làm thì thấy rất là hài lòng. Sao hài lòng anh? Chỉ có một mình Trang My là làm được ra cái bánh kiểu như này thôi. Cho nó bên ngoài phòng tròn lên, cao lên. Nữa. Vòng lên luôn hả? Đúng rồi, cho nữa đi, cho cao hẳn lên. Sau này em có tuyển phụ bếp về cho em không? Em cũng đang suy nghĩ. Nếu mà về tiêu chuẩn của một phụ bếp thì không biết là anh có đủ tiêu chuẩn không? Đủ anh, nãy giờ em thấy anh làm ok đó. Ok đúng không? Ủa rồi cái này mình làm cái gì nóng? Đọc nè, cắt xong này rồi anh đọc tiếp ra. Rồi anh, rồi thấy cái nhìn chuyên nghiệp quá. Quay, mình phải quay cái dĩa như vậy. Nhìn thật là chuyên nghiệp.
Uầy, cái bánh giờ nó hình nó méo đi. Trong lúc làm bánh thì Trang Vy có một điều mà Trang Vy không có hài lòng về mình lắm, đó là mình trang trí chưa có được đẹp. Tại vì cái lúc mà hai cái bánh đưa lên thì đồng ý là cái bánh không đẹp đi, nhưng mà mình trang trí thì mình phải làm sao để mà cho kem nó đều và nó mướt như trong hình, thì cũng thấy buồn lúc đó. Nhưng mà anh Hiếu cũng bên cạnh an ủi, cũng nói những cái câu mà làm cho tinh thần của mình nó phấn chấn lên, và mình suy nghĩ ra à, mình hãy lấy trái cây này mình đắp lên cái này để cho cái bánh nó đẹp hơn. Với lần đầu như này là ok rồi nhé. Và bây giờ sẽ là bước cắt bánh. Sao nó lạ quá anh không? Anh ăn thử trước nha. Sao anh? Ngon thiệt không? Chưa bao giờ Hiếu được ăn một cái bánh á mà nó lại có cái sự khác biệt và lại ngon như này. Mỗi một bánh nó ngon một vị khác nhau. Nhưng bánh của Trang Vy là gì? Nó không có quá bông. Đúng thật là lúc đó Trang Vy cũng bất ngờ. Vì với Trang Vy ăn thì Trang Vy thấy nó cũng không có ngon lắm. Nhưng mà anh Hiếu thì lại thấy rất là ngon. Khi mà mình làm, tập trung vô làm một cái bánh mà có một người bên cạnh giúp đỡ mình làm rồi xong lại ăn nhiều cái bánh đó lại khen ngon nữa, thì đó là một niềm, thật sự là một niềm vui rất là lớn. Khi mà Hiếu khen cô ấy trong cái bánh ấy, cô làm ấy, thì thực sự nó cũng phải có vị ngon thì Hiếu mới ăn nhiều như vậy. Nhưng mà bù thêm một chút xíu nữa đó là gì? Cần phải có những cái lời động viên để cho họ có cái tinh thần để lần sau họ sẵn sàng vào bếp để họ làm thử một cái món bánh khác nữa chứ. Bây giờ mình sẽ sang nhiệm vụ tiếp theo này. Lần lượt từng người quay bingo, trúng con số nào thì sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ tương ứng được ghi trên lá bài 24 giờ thử yêu. Wow. Cái này được gọi là cởi ra con máy gì ra. Rồi. Trời ơi, hồi hộp quá, không biết là chương trình thử thách cho mình cái gì đây. Số mấy? 4, 7. Số 7 hả? Đây. Số 7. Biết là cái gì đây. Thắng đàn. Trời ơi, làm sao em làm được cái này? Hãy cổng đối phương xoay tại chỗ 5 vòng. Sao em làm được? Bây giờ nếu á, em suy nghĩ đề sức của anh ấy. Anh chỉ có gần 80 ký thôi. Chương trình ơi, mình có thể thay đổi câu này không? Nào, cho biết. Em có làm được không? Hay, bây giờ không có cổng nhưng mà nói nghe nè. Anh cứ chạy. Cái gì? Anh hôn em á không? Anh hôn em á không? Anh kỳ quá. Em kỳ cục thế nhở? Anh nói gì vậy? Em kêu là anh chàng cổ em qua. Em chịu không nổi với anh Hiếu rồi. Bây giờ nhìn nè, hàng cổ nhìn nè, xong cái lại quay vòng vòng 5 vòng. Trời ơi, không để cái thử thách này mình không qua được sao, đúng không anh? Nãy em nói gì nè, đó, gì nè, đó. Rồi xong, quay 5 vòng. Đó, 1 2 3. Ui, cái chóng mặt quá. Thêm một vòng nữa. 4. Uầy. Một vòng nữa thôi. 5, rồi ok. Ui. Trang Vy đã hoàn thành xuất sắc. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trang Vy rất là ngại. Kiểu như là hai anh em cũng chưa phải là thân quá mức để mà có thể nắm tay hay là làm những cái hành động của những người yêu nhau như là cổng như vậy. Nhưng mà cũng may mắn là lúc đó mình có thể nảy sinh ra một điều để mà có thể vượt qua được cái thử thách đó, là ảnh vòng tay mình, xong đó mình cứ quay 5 vòng, vừa có thể vượt qua được thử thách, vừa có thể hành anh Hiếu được một chút xíu. Thì đó là một điều mà Trang Vy cảm thấy rất là vui. Em chơi kỳ về cái này là đúng ra anh được cắm mà cuối cùng mới xoay vòng vòng cho trong mặt. Thôi được rồi, bỏ qua cho em nha. Cô là một người có một chút e dè và cô ấy cũng khá là thông minh. Và thực sự cô là một người trong sáng, chính vì cô trong sáng làm cho mình cảm thấy
nó thú vị hơn. Cô thể hiện đúng với những cái gì mà bên trong của cô ấy. Đấy là lý do tại sao mà Hiếu thích chọc cô ấy. Hãy nêu ra 3 tật xấu nhất của bản thân. Rồi anh nêu 3 tật xấu nhất của anh đi. Nhất này, cầu toàn. Cầu toàn, rồi. Rồi. Cái đó cũng không phải là xấu lắm đâu. Thứ hai, thường đòi hỏi khá là cao với người người thân của mình. Thế đó cũng là tật xấu à? Thì đúng rồi, đôi khi mình bắt người ta thay đổi theo cái theo chiều hướng tốt lên, nhưng người ta đâu có nghĩ là cái điều đó là cần thiết với họ. Cái thứ ba nó là gì? Hay khen người khác. Trời ơi, ba cái không có cái nào gọi là xấu luôn á. Em biết thừa thì nếu khen người khác quá nhiều là một điều không tốt. Nhưng mà người ta thích, người ta sẽ vui lên, tâm trạng người ta sẽ thoải mái. Thì đến khi anh không khen nữa, người ta bảo là anh nói xạo. Này em nhìn giống như kiểu là khuôn mặt rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn ạ. Bây giờ nếu mà gặp anh mà em không hồn nhiên ấy, em cứ nghiêm túc ấy, là anh buồn. Thành sao nha. Em giỏi thế nhở? Tại sao anh không phát hiện ra điều này từ ngày trước? Thôi anh nêu cái tật xấu kỳ quá, anh phải nói cái tật xấu của tính cách anh. Ví dụ như em nói tính cách của em xấu thế nào? Ví dụ như của em thì em bụng về nè. Gì nữa này? Làm. Khoan, cái này câu hỏi của anh à? Không, đang ví dụ để anh hiểu được. Ôi ơi, không có ví dụ đâu. Ôi. Em quay đi. Hãy nêu ra 3 điểm mà bạn thích nhất ở đối phương. Rồi. Điều đầu tiên em thích ở đối phương đó chính là... Đối phương đâu? Ở đối phương đó chính là khen món ăn em nấu ngon. Đúng không? Nghiêm túc. Nghiêm túc. Điều thứ hai, hay chọc ghẹo em làm cho em vui. Còn điều thứ ba là... Ok. Là biết phụ giúp người khác khi mà nấu ăn, biết rau chùi dọn dẹp. Đó là 3 điểm mà em rất là thích ở đối phương. Hiếu nghĩ ngày hôm nay em chân thành cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Anh cũng chân thành cảm ơn em. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ tới anh nè. Rồi. Ui, số 11 luôn rồi nè. Hay thể hiện một điệu nhảy cu te. Anh nói đi. Khiến đối phương bật cười. Khi nào em bật cười mới được nha. Đấy, cái này vào làm mình khó nhở. Nhảy cu te đó. Thì theo em gợi ý cho anh xem như nào. Thật, anh cần gợi ý. Anh cần dụ em. Anh dụ em rất là nhiều rồi, em đã rút kinh nghiệm rồi. Từ sáng tới giờ rồi, em đã biết rồi. Nhảy đi anh. Nhảy cái điệu gì kêu nhất có thể. Ok. Anh nhảy theo kiểu dễ thương mà. Oppa khá năm sai đó. Đâu mà oppa khá năm sai. Đâu, là như nào? Người ta sẽ nhảy như vậy. Như này á? Thế tại sao bật cười? Em dễ cười thế. Không phải, tại vì nó xấu quá. Rồi. Em nghĩ là anh Hiếu đã hoàn thành thật là tốt nhiệm vụ của ngày hôm nay.